Mình xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shoptune Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành ít phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 10 tháng 2 năm 2020. Lần đầu tiên mình về một số sản phẩm kèm của hãng Clean Tool sản xuất tại Mỹ. Hãng này thì chuyên về những cái dòng dụng cụ cầm tay bên ngành điện. Trong video này mình sẽ giới thiệu một số mẫu. Nào mời tất cả quý anh chị chúng ta sẽ cùng nhau xem chi tiết từng mẫu cũng như báo giá trong hình. Sản phẩm thứ nhất trong video này là một bộ gồm có 7 cây tô bích của hãng Clean Tool sản xuất tại Mỹ, giá bán 1 triệu đồng một bộ 7 cây. Về cái thiết kế của nó anh chị nhìn thấy rất là đẹp. Cái phần thân là bằng thép, bọc bằng nhựa cứng chịu lực và cái cán tay cầm bằng cao su mềm chống trượt, rất là êm. Mình đã cầm thử một số cây kèm của Clean Tool rất là êm. Gồm có cái PH1, PH2. Đầu dẹp 5 ly, dẹp 5 ly, dẹp 5 ly, dẹp 6 ly, dẹp 6 ly và dẹp 8 ly. Còn về kích thước của nó là phía sau, từ ngắn cho đến dài. Bộ này mình sử dụng tại nhà thì vô tư, quá đã. Clean Tool Made in USA. Ở đây là cái bộ 7 cây tô bích của hãng Clean Tool sản xuất tại Mỹ với giá bán 1 triệu. Sản phẩm thứ hai là cái kèm bấm cốt mạng, cốt điện thoại của hãng Clean Tool cũng sản xuất tại Mỹ luôn. Đây là sản phẩm thứ hai trong video này với giá bán là 1 triệu. Đây là cái phần cắt, phần tút dây và cái hộc bấm cốt. Ở đây là cái nút chuyển nè, để mình bấm hai chuẩn RJ45 và T568A. Và cái kèm này bấm chịu lực rất là tốt, mình bấm rất là nhẹ nhàng và rất là thoải mái. Cũng giá bán 1 triệu đồng một cây, chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Về mặt sau thì nó có hướng dẫn cho mình đây. Cái RJ45 là cái kèm bấm cốt mạng máy tính, đây là đầu to, còn này là bấm cốt phắt hoặc cốt điện thoại. Đây là cái hướng dẫn cách đấu dây, rất là tiện luôn, mình có thể tự trang bị nha. Đây nó kia mình cắt ra mình lưu lại. Và đây là sản phẩm thứ hai trong video này, giá bán 1 triệu, kèm bấm cốt mạng và cốt điện thoại, Clean Tool sản xuất tại Mỹ. Sản phẩm thứ ba mình muốn giới thiệu với anh chị là cái kèm tút dây và bấm cốt, kèm tút dây của Clean Tool và có chức năng bấm cốt, cũng sản xuất tại Mỹ luôn, với giá bán là 700.000 một cây. Đây là những cái công dụng chính mà hãng nêu ra ở phía sau lưng. Đây phần cắt, đây là cắt cái giống như con vít, như cắt như con vít nè, mình nhét vô đây mình sẽ bấm nó sẽ cắt cái con vít này ra. Tổng chiều dài của nó là 203 mm. Đây là bấm dây 14 16 12 14 và 10 12. Ở trên đây nó có cái phần mở bằng và có khía những cái rãnh để chúng ta nắm tút dây hoặc là mở con ốc. Đây là lỗi đơn 10 14, còn đây là lỗi lỗi nhiều sợi 12 16. Nó có bấm cốt, đây cốt thông dụng, sử dụng để nối điện tại gia đình thôi. Về cái kết cấu của nó là cái cán bọc cao su chống trượt, nhưng mà cái cao su này nó không bằng cái Canibas, cái kia thì nó rít hơn nhưng mà nó vẫn có cái độ êm rất nhất định. Đây nó có cái phần bóp lại nữa. Ở đây là cái kèm Clean Tool mã số 3 G258CRSN, giá bán là 700.000 đồng một cây, chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Sản phẩm thứ tư mình muốn giới thiệu với anh chị cũng là cái kèm tút dây của Clean Tool sản xuất tại Mỹ. Cái cán tay cầm của nó vuông vức và có định hình, này là có định hình nè. Và cao su của nó cũng rất là đích,
để chống trượt, có cái lò xo bung chuyên dùng cho mấy anh thợ điện phía trên này. Đây thì nó có những cái lỗ để mình tuốt dây sẵn, chúng ta có những cái dây chúng ta để vô chúng ta tuốt luôn, những cái rãnh để xéo mình nắm kéo nó dễ dàng. Phần trên này mở bằng và có khía những cái rãnh để chúng ta, những cái rãnh nhỏ ma sát để chúng ta rút cái dây ra. Lỗi đơn thì tuốt từ 10 đến 18, còn mà lỗi kép thì từ 12 đến 20. Này là cắt dây, này tuốt dây, và cái này là cái phần mở bằng để chúng ta nắm dây, chúng ta kéo. Sản xuất tại Mỹ, đây là mã thứ tư, giá bán cũng là 700.000 đồng. Còn công dụng thì chúng ta có thể nhìn phía sau, chúng ta coi công dụng chi tiết của từng phần một, nó mô tả rất là rõ ràng. Đây là sản phẩm thứ tư với giá bán là 700.000, kèm tuốt dây của Clinton. Và sản phẩm thứ năm trong video này cũng tiếp tục là một cái kèm tuốt dây của Clinton, nó giá bán là 800.000. Lỗi đơn thì nó tuốt từ 10 đến 20, còn lỗi kép này, lỗi nhiều sợi thì là 12 đến 22. Và cái này nó có những cái lỗ để chúng ta cắt như ốc bên ngành điện 440, 540. Kích copper only 540. Cái kèm này thì phần trên nó là mỏ bằng và rất là mỏng, rất là mỏng để mình làm trong những cái khe. Ở trên đây nó cũng có những cái lỗ tương ứng với những cái cọng dây, cái thước cọng dây, cái lõi á để mình xoắn lại. Đây là những cái rãnh để mình đúc cọng dây, chúng ta tuốt dây. Đây là cái phần lỗ để mình cắt ốc này. Nó bấm được hai loại cốt như thế này. Đây là cái dàn bấm cốt của nó, 16 10 20 22 18, và đây là bấm tự động, nghĩa là cái phần này. Cái cốt kiểu này thì sẽ bấm phần dưới đây, nó rất là nhanh. Cán tay cầm thì bọc cao su êm và mô tả hướng dẫn phía sau. Cái này cũng sản xuất tại Mỹ luôn, Made in USA. Giá bán là 800.000, sản phẩm số 5. Sản phẩm thứ 6 trong video này chính là cây kìm cắt lệch gốc, và nó có mặt bằng để chúng ta cắt sát ở phần dưới. Sản phẩm số 6 với giá bán là 700.000 đồng một cây, sản xuất tại Mỹ, trợ lực là 57%, rất là ok luôn. Anh chị sẽ thấy này, nó lệch gốc này, để mình áp cái kềm sát xuống mặt để mình cắt, nhưng mà nó sẽ lồi lên khoảng gần 1 ly. Sau khi chúng ta cắt thì cái phần dư thịt nó sẽ lồi 1 ly, do cái rãnh lưỡi này nó sẽ sâu trong để tạo cái độ bền của lưỡi. Về cái cán tay cầm bằng cao su chống trượt cũng rất là êm, heavy duty cutting, cắt tất cả các loại ốc luôn. Và khả năng cắt của nó này, tổng chiều dài của nó là 9 inch, tức là 230 mm. Để nó không ghi thông số ta. Đây nó có thể cấp điện nè. Kèm này cũng có cấp điện luôn. Để mình đọc kỹ coi. Will not protect, là kèm này không cấp điện nha. Xin lỗi anh chị, kèm này không cấp điện. Rồi, đây là cái kèm cắt lệch gốc mặt bằng, sản phẩm thứ 6 giá bán 700.000. Rồi, sản phẩm thứ 8 trong video này chính là cái kèm, cây kèm cắt cáp của Clinton, sản xuất tại Mỹ. Tổng chiều dài của nó là 230 mm, sản xuất tại Mỹ. Sản phẩm số 7 với giá bán là 700.000. Và đây thông số kỹ thuật của nó cắt dây 4 chấm là 134 mm nhôm, 2 chấm thì 106 mm, độ cứng hay sao. Nếu mà anh bên ngành điện thì sẽ nắm rất rõ thông số kỹ thuật này. Này không được dùng để cắt thép hoặc là cái tiêu chuẩn ACSR.
này nó ghi rất là rõ luôn, không được cắt thép. Này chuyên để cắt cáp và cáp có cáp nhôm. Và đây là cái kềm kềm cắt cáp của Clinton, sản phẩm số 7 với giá bán là 700.000 một cây. Sản phẩm thứ 8 trong video này chính là cái kềm điện mỏ bằng của Clinton sản xuất tại Mỹ. Tổng chiều dài của nó là 230 mm. Kềm mỏ bằng rất là cứng, gồm có cái phần lưỡi ở trên để chúng ta nắm kéo siết. Đây là phần cắt, và tổng chiều dài 230 mm thì lượng cắt nó rất là tốt, và giá bán của nó là 700.000 đồng một cây chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Cây này sản xuất tại Mỹ không nha anh chị, Clinton sản xuất tại Mỹ. Kềm chất lượng, giá mềm mại rẻ ràng, rất là rẻ. Rồi, sản phẩm cuối cùng trong video này, sản phẩm thứ 9 là mình đang có hai cái mũi sủi của Bosch sản xuất tại Italia, sản xuất tại Ý luôn, và giá bán cho một mũi là 350.000 đồng một mũi. Ở đây anh chị sẽ thấy nó có một cái phản lực gốc vô. Cái này công dụng để mình sủi gạch, mình bỏ cái lớp gạch nền cũ để mình ốp cái nền mới, thì chúng ta sẽ dùng cái mũi này rất là tiện. Rất là đơn giản nè chị ha. Đây có độ hở nè, mình đút cái máy vô chúng ta sẽ sủi từ 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 từ. Còn một số trường hợp mà không có cái kiểu mũi như thế này thì mình phải sắn nó xuống rồi chúng ta mới đục ngang qua, sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Rồi, đây là cái mũi của Bosch sản xuất tại Ý, nó sủi sẽ nhanh hơn chuẩn SDS phổ thông. Rồi một mũi là 350.000, mình chỉ có hai mũi thôi. Nên anh nào mà có nhu cầu thì xin vui lòng đặt hàng sớm. Video ngày 10 tháng 2 năm 2020 đến đây tạm thời kết thúc. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành ít phút để theo dõi chương trình. Mọi nhu cầu anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 082 39 78 258, hoặc 0985 532 832, hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 81 Phú Nhuận. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành ít phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.